hẹn hò, chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Mỗi tuần trôi qua chúng ta lại gặp những cái cặp đôi để cùng kết nối họ, hy vọng rằng họ sẽ bấm nút để hẹn hò đến tương lai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay quý vị nhé, xin mời. Dạ cũng được vài mối tình. Vài mối tình. Dạ là em có hai mối tình nhưng mà chưa có nụ hôn đầu nữa. Chưa có nụ hôn đầu. Dạ. Hai mối tình. Ủa ông này ta nó không có thì bên đây có không? Dạ rõ anh chứ sao nghĩ sao chưa không chảy. Mời bạn nam. Rồi ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Rồi mời em gái giới thiệu về mình trước đi nè. Dạ em tên là Nguyễn Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Em đang làm nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm trường đại học ở Thủ Đức. Em đang sống ở quận 5 ạ. Sống quận 5. Dạ. Đầy đủ rồi ha. Mời bạn trai. Dạ kính chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Dạ em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hữu Tài. Năm nay em 34 tuổi. Công việc của em là thanh tra viên của thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em sinh sống và lớn lên ở thành phố luôn. Thì anh cũng làm ở quận 5 nè em. Vậy là hợp lý quá rồi đúng không? Dạ. Em làm mấy giờ đó? Ủa em quận 5 em đường nào? Dạ em ở Nguyễn Trãi anh. Ủa vậy hả? Vậy gần quá rồi. Anh đã làm không? Dạ. Có chừng quen nhau mà không biết á. Dạ chắc vậy. Mà có. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ là điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn được, làm bánh được. Làm bánh gì vậy ngon em? Em làm được một số bánh anh, là có thể là bánh nhân gian hoặc là bánh bây giờ cũng có nữa. Thôi em đừng mời bánh anh Quyền Linh nha. Dạ. Mời anh nha. Anh cũng mập lắm rồi đó. Rồi còn nhược điểm của mình là gì? Dạ nhược điểm của em là em hơi nóng tính một xíu và em hay quên. Nhưng mà quên á thì vẫn có thù dai. Ai mà hỏi lại em những cái chuyện mà nó gây cho em trong quá khứ thì em vẫn nhớ rất là rõ và kể lại cho bạn nghe. Nói chung á là mượn tiền người ta thì mau quên nhưng mà thù thì nhớ mãi. Đúng rồi. Bên kia bạn trai thì sao? Ưu điểm nhược điểm của em là gì? Em rất là hoạt bát. Như là ở trong cơ quan em thì những phong trào nào thì em là đều tiên phong, gọi là xung phong đi đầu hết á. Bạn em nói chỗ nào có mày là chỗ đó có tiếng cười. Khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm em á thì em nói thiệt anh là em rất là thẳng tính. Những người nào mà mới biết mình á thì là người ta thấy cảm thấy khó chịu. Nhưng mà sau khi mà quen lâu á thì người ta sẽ người ta hiểu tính mình là mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không có ý gì khác hết. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ cũng được vài mối tình. Vài mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? Dạ mối tình dài nhất là cũng 4-5 năm. 4-5 năm là dài lắm, lý do sao chia tay em? Dạ tại vì nó mối tình đầu á chị. Thời đó là em đi học thời phổ thông mà. Sau một thời gian cũng thích này nọ, sinh viên lên là tự nhiên mình cảm nhận là cái tình này không phải anh như là tình yêu nữa, chỉ tình mối tình học trò thôi. Sau này thì em với bạn đó thì cũng trở lại bạn bè bình thường. Sau bạn này có chồng tình... chưa? Có con luôn rồi. Ồ vậy hả? Bạn gái mình có mấy mối tình rồi em? Dạ là em có hai mối tình nhưng mà có một mối tình đầu tiên là thời phổ thông thì nó là trên mức tình bạn một xíu thôi. Nhưng mà sau đó thì em phát hiện là bạn đó hơi lăng nhăng một xíu nên là chia tay. Dạ. Còn mối tình thứ hai là năm tư đại học là khoảng 6 tháng. Sau đó là gia đình bạn trai là không có thấy hợp tuổi nên là chia tay. Mới quen được có 6 tháng chia tay. Dạ, hồi đó giờ em cũng chưa có nụ hôn đầu nữa. Chưa có nụ hôn đầu? Dạ. Hai mối tình chưa có nụ hôn. Bên em có hôn chưa? Trời ơi, ông này ông cười ghê quá. Tôi phải coi ông cái độ cười của ông này. Ta nói không có thì bên đây có không? Dạ rồi, anh chứ sao nghĩ sao chưa hôn chảy. Hôn khá khá chưa? Là hôn một người nhiều hay là nhiều người? Nhiều người. Trời ơi, không được. Nghe hùng khoái lắm. Thì tự hiểu anh đó chứ em giáo nó được. Trời ơi, nhưng mà quá. Bấm nút là tôi bắt hung 15 phút liên tục nha. Trời chắc. Bây giờ chị hỏi bạn gái nè. Dạ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Không hô, không mớm mà cũng không hói luôn. Được. Có điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Dạ là tính hay ghen. Chà, cái này phải hỏi à. Em có hay ghen không? Dạ lúc trước cũng có ghen lắm nhưng mà sau nhiều mình thấy á thì mình cũng bớt từ từ chị. Ghen cái nào đúng thôi. Dạ đúng rồi chị. Không chứ chắc. Ghen dạ. Bậy ghen bạ dạ, dạ. Phụ nữ ta cũng mệt mỏi lắm. Dạ đúng rồi. Ha. Vậy là bên đây chuẩn đó nha. Dạ. Đẹp trai nha. Rất có duyên.
tính tình vui vẻ, phóng khoáng, nụ cười sảng khoái, hồn nhiên. Dạ. Bây giờ chị hỏi em nè, nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Nói chung chị em cũng lớn rồi, thí dụ mà được thì có thể là cuối năm hoặc là đầu năm cũng được. Có làm dâu với ba mẹ không hay sao? Dạ thì điều em thì chắc phải làm dâu em ơi. Tại vì nhà anh giờ còn có mình anh nè. Tốt thôi, chuyện nó bình thường. Với lại tại vì có đứa em nữa mà đứa em nó tranh thủ nó chạy trước rồi. Em trai. Dạ, em trai. Cưới vợ xong rồi tranh thủ chạy rồi. Rồi. Rồi còn mình em ở lại với ba mẹ thôi. Ôm xôn vui. Ôm xôn mấy mốt lại ôm cực nhà luôn. Vợ giữ cười được. Được em, làm dâu có ok không? Dạ, nói với em làm dâu bình thường chị. Đúng rồi, chuẩn. Được em. Rồi, nhà gái đồng ý rồi đó, nhà trai muốn tính gì tính đi. Rồi, bây giờ anh sẽ qua coi mắt đàn gái bên kia thế nào. Dạ, anh coi giùm em đi. Coi giùm em, nhưng mà em mong muốn hình mẫu lý tưởng của em về đàn gái thế nào. Em là dân thể thao, em thích thể thao lắm. Thì em cũng nghĩ là bạn đó cũng dáng mảnh khảnh, khỏe khoắn. Mảnh khảnh, sao khỏe được? Không, ốm nhưng mà khỏe. Ốm nhưng khỏe. Dạ. 45 tới 50 ký à, vậy thôi hả, đơn giản rồi. Dạ, đơn giản. Dạ, tóc dài. Tóc dài. Dạ. Tóc ngắn được không? Tóc ngắn hả? Tóc ngắn cũng được. Có xăm. Nhưng mà thích tóc dài hả? Có hình xăm được không? Hình xăm chỗ nào? Thì ta xăm chỗ nào kể người ta. Trời. Được không? Cũng được. Được. Dạ. Chị thoải mái rồi. Tóc dài mới khoái đúng không? Dạ. Anh này tôi chịu rồi đó, vui á. Ô, chào bạn gái. Tóc dài, có dài. Ừ, dài tới đâu anh? Dài. Dài. Tóc dài. Dạ. Hơn em chút. Dạ. Ừ, nhưng mà cá tính. Cá tính hả? Tóc vậy mới cá tính. Dạ. Ha. Dài quá mất công vô tốn dầu gọi. Trời em gái. Dạ. À, dễ thương. Hiền thục ha. Dạ. Bây giờ em cảm nhận gì anh bên đây thế nào? Dạ, em cảm nhận là anh bên đó cũng vui tính. Anh vui lắm. Dạ. Quá vui luôn. Nhưng mà sao anh không hiểu tại sao tới giờ này mà em chưa hôn, anh không hiểu luôn á. Dạ, lúc ban đầu thì học cấp 3 thì lúc đó thì lo học nhiều hơn. Ừ. Không có thời gian đi chơi hay đi này nọ. Còn lúc lên đại học thì đa số là ai cũng nghĩ là em có người yêu hết. Giờ anh hỏi thiệt nha. Em thích trai hay gái? Dạ, thích trai chứ. Thiệt không? Dạ, thiệt. Giờ cũng khó hiểu lắm nha. Em thích trai hay gái? Em thích gái. Em thích gái. Phải không? Thiệt. Tỉnh kiểm tra lại hai bên. Chứ giờ cũng nghi ngờ lắm. Giới tính đôi khi nó hài hòa lắm. Hài hòa. Được rồi, em thấy ổn đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ, em đi với bạn em, bạn cấp 3. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Nam và các bạn khán giả. Em tên Thanh, em là bạn cấp 3 với Thảo. Thảo có ưu điểm là rất là khéo tay, biết làm nhiều đồ handmade lắm. Điểm yếu của bạn Thảo là nhiều khi điên quá, cũng nói hơi nhiều. Em thì em thấy bạn Nam bên đây cũng khá là đẹp trai. Nhìn cũng có vẻ tươm tất. Thì hỏi thêm bạn Nam là anh đi làm như vậy là có đi nhậu nhiều không anh ha? Không, anh thì có nhiều kèo lắm, nhưng mà quan trọng kèo nào mình thích nha thì mình mới nhậu rồi em ơi. Lỡ đi nhậu mà bạn gái không cho thì có đi không anh? Ví dụ mà bạn thân anh mà, ví dụ mà thì lâu lâu nó ở quê nó vô lên đây nó công tác hay là đi công việc gì đó thì anh ra phải nhậu một xíu, chẳng lẽ cản thì cũng kỳ đúng không em? Thì em thấy hai bạn cũng khá là hợp nhau, thì hy vọng là sau chương trình thì hai bạn cũng có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại người thân em, với lại đồng nghiệp. Dạ xin chào chương trình, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Và chào bạn gái bên đây. Thì cô là cô ruột của Tài. Trước mắt thì cô thấy là cái tánh con là điềm đạm, là hơn Tài vậy đó. Là một, để kìm cái tánh của Tài, đôi khi Tài vui vẻ lắm và phóng khoáng, nhưng mà có điều là nhiều khi cười nó hơi lớn tiếng quá đó, thành ra là mình bên đây là điên thì bên kia cũng hơi vậy đó, thành ra là có thể là mình điều chỉnh lại. Hai con á, mặc dù là từ 6 tháng đến 1 năm nhưng mà mình cũng phải nuôi dưỡng tình yêu đủ lớn để mà khi mình về nhà mình làm dâu á thì mình là một cái người con dâu Thảo trong gia đình. Và cô mong là hai con hôm nay sẽ cho nhau một cái cơ hội để mà có thời gian tìm hiểu và rất mong là hai con sẽ thành công trong cái việc hẹn hò này. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô.
Anh nghĩ là không cần thay đổi đâu, tính tài dễ thương mà, cứ giữ thế này thôi. Hả? Cười lớn coi. Rồi. Thôi, kéo mở rào ra. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Thôi thôi. Em, anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn. Ở chết còn đây nữa. À tặng em. Cái gì đó mở ra em. Mở ra coi. Dạ em cũng có món quà tặng. Ồ, cảm ơn em. Dạ. Cái gì nhỏ nhỏ đó. Dạ. Mấy cái gì mở nhỏ nhỏ mở ra em. Dạ. Thì em mở quà. Dạ. Dạ là một cái kẹp tóc ạ. Kẹp. Ủa, cái đó cái kẹp, kẹp tóc hả? Dạ cái kẹp. Và giờ là một cái đồ cột kẹp lên. Hả? Quá kẹp cột đâu. Cái này cái kẹp mà đâu phải cái cột. Cột phải kẹp. Vừa kẹp với cột. Thì kẹp. Thì bây giờ mình kẹp, kẹp lên. Kẹp. Em cũng chẳng biết kẹp sao. Kẹp đây nè, cái bính đây bên ngoài nè, đây nè, dạ. Kẹp đó. Đưa kẹp lại đi. Đó. Trời dạ. Ơi, dễ thương mà thấy không? Chào em Thảo. Dạ chào. Hôm nãy em giới thiệu em sinh năm em nhiêu tuổi ta? Dạ là em 26 tuổi. 26 tuổi hả? Dạ. Ồ, em sinh năm 92. Dạ. Ờ, vậy hợp với anh rồi. Dạ. Nghe nói em chưa có đồng hôn đầu đời luôn hả? Dạ. Rồi, em nằm mơ cũng thấy người ta hôn em chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Dạ. Vậy em là vậy là em nghĩ cái nụ hôn đầu đời nó như thế nào? Em có suy nghĩ đến, tưởng tượng đến không? Dạ không. Thì nói cho người ta biết đi, nụ hôn nó làm sao? Em đâu biết đâu. Trời sao không biết. Em rồi thì em mới mà kể cho người ta cái kinh nghiệm đi, nói tả thử cảm giác của em làm sao. Mỗi người mỗi cảm giác anh ơi. Vô kế hoạch hẹn hò đi chơi sao? Thì kế hoạch hẹn hò thì sau thì chương trình này thì có gì mình hẹn chắc có hai vé xem phim rồi mình đi xem đâu phim có. Chứ. Trời ủa? Ơi. Đâu ra? Ủa vậy hả? Nhớ có hả? Hết rồi. Ừ. Anh thì anh nói chung thì cũng có lãng mạn. Nhưng mà có lãng mạn đến mức mà là sến không anh? Không, anh không dạ. Sến đâu em ơi. Em dạ đừng... là tại vì em không có thích bạn nam mà sến quá. Ờ. Dạ. Ờ anh mình anh chân thành tế, là được. Anh thực tế dạ. Chân thành lắm chứ không có sến em ơi. Dạ. Anh cũng trải qua nhiều mối tình rồi thì nói chung là cái tim thì nó không còn như gọi là hồi lúc xưa nữa mà trời ơi hồi hộp á. Hy vọng là mình cũng gặp ở đây có duyên thì anh cũng mong là được tìm hiểu em kỹ hơn. Rồi, hết thời gian. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ, nếu trái tim ta có rung động thì ta mới bấm. Nếu cảm thấy đối phương không phải là người mà ta đang tìm kiếm, không bấm, để cái nút bấm đó cho những người khác. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Chúc mừng em. Rồi như vậy là hai bạn đã đồng ý bấm nút. Hãy nắm tay nhau. Ôi ôi. Có bao giờ có bạn trai nào nắm tay bạn chặt đến nhất vậy như vậy chưa? Dạ cũng. Cảm giác bây giờ mình như thế nào? Dạ là thấy cũng rung. Cũng rung? Dạ. Hung còn rung nữa. Muốn minh chứng rằng cái sự bấm nút đó gì không trời được. Trời ơi, người ta nụ hôn đầu đời đầu đó. Tiên em phải làm ấn tượng. Chẳng thôi. Hả? Nào chuẩn bị. Hôn. Không rồi. Trời ơi, ông này chán ông ghê luôn. Sao con gái? Cảm giác sao? Nó có rung hơn nữa không? Dạ, thấy cũng bình thường. Thấy chưa? Dạ. Thấy bình thường. Thấy nó bình thường. Chưa có chứng minh được bản lĩnh đàn ông. Mình làm lợi. Từ từ nha, để yên nguyên. Thấy sao? Thấy mình hả? Gì? Dạ à, anh hỏi bạn đó đó. Không, anh hỏi em trước nè. Dạ. Em hung thấy sao? Thấy rung rung à, nó phải cảm giác của bạn gái. Dạ rung. Dạ rung phải đúng không? À, nói vậy thôi, chúng tôi muốn các bạn á hung trước mặt mọi người để chứng minh rằng cái bấm nút của mình là bấm nút từ trái tim, chứ không phải bấm để chơi cho vui. Chúc mừng hai bạn nha. Hy vọng là hai bạn sẽ tìm hiểu nhau thật kỹ và sớm báo tin vui cho chúng tôi. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Đấy rồi, phụ bạn gái đi. Nè nè, còn cái quà nữa nè. Từ từ, chào bạn gái. Tính tình em nó giống như còn không biết sao nữa. Nhây nhây cái mấy chị nói em hơi có vấn đề. À, làm việc mình stress quá hay là giữa đêm mà thấy buồn chán vậy? Cứ vác ba lô lên rồi chạy xuống bụng tàu ngắm bình minh xong rồi sáng chạy về thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay.
Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Dạ. Rồi, mình giới thiệu về mình đi em. Dạ, em kính thưa chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Dạ, em tên là Trần Thị Mỹ Hoa, năm nay em 24 tuổi. Em đang làm việc ở Bệnh viện Quốc tế Ba Cammet chị. Em làm gì trong bệnh viện? Dạ, thư ký y khoa. Nhà quê em ở Bến Tre chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trên trường quay. Và chào luôn bạn nữ bên kia. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quách Trung Thu. Cái gì? Quách Trung Thu là bánh trung thu anh. Quách à, bánh trung thu. Hả? Vâng. Tên là tới tháng 8 là nhớ rồi hả? Nhưng mà em không thích ăn bánh anh. À. Thì năm nay em 28 tuổi, em sinh quê thì ở Quảng Ngãi, sống ở Đắk Lắk và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì em đang ở dưới Bình Dương. Sống ở Bình Dương mà làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, ngày có đi có 30 cây sáng đi chiều về hả chị? Em làm công việc gì? Dạ, em là bên kỹ sư điện bên mảng vận hành bảo trì á. Rồi, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Mời Mỹ Tho. Dạ, điểm mạnh của em là tính tình của em rất là ngay thẳng, với lại là không mạnh mẽ giống như kiểu con trai gì đó. Em thích những trò chơi mà mạnh mẽ. Ví dụ em chơi cái gì? Chơi trong điện thoại hay là gì đó, toàn là đua xe hoặc là tốc độ giống vậy. Okay. Mà chơi với cô không em? Dạ không, nhưng mà em chơi nhìn con trai chơi mấy trò đó, nhìn nó mạnh mẽ. À. Dạ, còn điểm yếu của em là em dễ khóc, em muốn khóc khóc à. Chứ là em mau quên đó chị. Sao mạnh mẽ lại muốn khóc khóc là sao? Giống như tính tình em nó giống như còn không biết sao nữa. Đôi lúc mà buồn cái tự nhiên cái nằm nó suy nghĩ em khóc luôn. Rồi mỗi lần khóc vậy ai dỗ? Tự em nín. Vui ha, tự khóc. Dạ. Tự nín. Dạ. Ồ, rồi bạn bè xung quanh nhận xét mình như thế nào? Nói chung là em hơi nhây nhây, cái mấy chị nói em hơi có vấn đề. Em biết có không? Nói chung là mình hơi điên điên xíu đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thất thường. Anh Trung Thu, anh ưu điểm khuyết điểm gì? Do em là dân bên kỹ thuật á, thì là mọi công việc thì em cũng sẽ lo được. Như là trong nhà hư vật dụng thì em cũng sửa được, nhưng mà sửa xong thì đi mua cái mới thôi. Hả? Không có gì hết. Thì em biết nấu ăn, cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng hơi nóng tính, nhưng mà cái nóng của em là không phải nóng bộc phát mà cái dạng âm ỉ rồi một hồi nó bùng cháy lên. Sau khi mà giai đoạn bùng phát thì khoảng một phút sau thì nó bắt đầu nguội lại rồi. Thì cứ tính thêm là lâu lâu em cũng hơi bị điên nữa. Trời ơi, bên dạ, đây cũng giống điên. Như là không, lâu lâu ấy chị Cát Tường thì làm việc mình stress quá hay là giữa đêm mà thấy buồn chán vậy, cứ vác ba lô lên rồi chạy xuống bụng tàu ngắm bình minh xong rồi sáng chạy về thôi. Nửa đêm xách ba lô đi. Dạ bình thường vậy, em đi làm mấy vụ đó chị. Cũng dạ. Lúc nắng lúc mười đó hả? Dạ. Rồi còn mấy cái vụ điên nữa, như là em nhớ là đợt 30 tháng 4 năm vừa rồi, năm 2017 á, thì đợt đó em được nghỉ khoảng một tuần. Thì sáng 28 á thì em tính về Đắk Lắk, nhưng mà em đi xe máy về. Qua cổng xanh Bình Dương là cũng cách nơi em ở cũng khoảng 150 cây rồi. Lúc đó là khoảng 4-5 giờ sáng thì em thấy buồn ngủ quá. Thì thay vì là phải chạy tới khoảng 50 cây nữa thì sẽ có nhà xuống Đồng Xoài có nhà nghỉ, thì em vô nghỉ. Em không chịu, nhất quyết là quay đầu xe về. Chạy một mạch về phòng rồi ngủ tới chiều luôn. Thì 150 cây trở về. Dạ đúng rồi. Rồi còn sau ngày đó là sang ngày hôm sau thì mắc kèo về Đắk Lắk rồi, thì em sẽ kèo xuống Cần Thơ của nhà bà chị em ở dưới đó. Thì 9 giờ sáng em dậy thì em cũng vác cái ba lô cũ lên. Thì ra bến xe Bình Dương bắt xe buýt tới bến xe miền Tây. Thì tới bến xe là khoảng 12 giờ thì em vô em hỏi vé về Cần Thơ á, thì lúc đó của ngày lễ mà anh thì hết vé rồi. Về nó bảo tiếp. Dạ thì nó bảo tới khoảng chờ tới 5 giờ hoặc là 6 giờ á chị. Rồi em nghỉ một hồi thôi, khỏi luôn, chờ xách ba lô bắt xe buýt về ngược lại là 3 giờ chiều tới nhân phòng. Về ngủ tiếp. Dạ đúng rồi chị. Rồi khỏe ra. Em anh hỏi thiệt em nha. Dạ. Trong cái lúc mà gọi làm việc về điện đóm á. Dạ. Anh có bị giật nhiều lần chưa? Cái thôi khỏi ra anh, cái đó giật một lần là xong rồi, anh có chuyện nữa. Mà sao em đi du lịch gì mà em lên kế hoạch mà em không có thực hiện được? Đó là mình còn cái dự án gì nữa không mà thực hiện cho được không? Gì nữa chừng gãy gánh không vậy? Dạ thì hiện giờ có dự án lớn nhất mà em ấp ủ từ năm 20 tuổi là em dự định là trước 30 hoặc là trước khi lấy vợ. Em sẽ dự định một chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy rồi về em lấy vợ. Xuyên Việt bằng xe máy? Dạ. Ráng đi lẹ lẹ chứ đừng nửa đường về ngủ nữa nha. Dạ, lẹ lẹ còn bây giờ chứ. Đi về ngủ không sao, tới chừng cưới vợ chuẩn bị đám cưới không nói thôi đừng cưới nữa. Lúc đó mới mệt á. Chết luôn. Ủa bây giờ mình đi xuyên Việt mình đi một mình hả?
Dạ anh thì dự định của em trước giờ là em sẽ đi một mình, nhưng mà bây giờ em cũng thay đổi ý định rồi, là em cũng muốn tìm một bạn đi cùng cho nó đỡ buồn trên cái chặng đường dài đó. Đi thôi, hai thôi, mình. Thôi 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 thôi. Ông rủ người ta đi tới giữa chừng thôi, xuống đi, tôi không đi nữa. Bây giờ em nói hai ba vấn đề là em thấy nó cũng hơi mệt rồi đó. Thấy nha. Có vấn đề rồi đó. Vấn đề chỗ là bây giờ mình phải quyết tâm cái gì phải làm tới nơi tới chốn. Bây giờ chúng ta nói chút xíu về tình trường đi. Yêu mấy mối tình rồi? Cũng trải qua được hai mối. Mối gần nhất thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Mỹ Tho, em có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình chị. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Không hói, không hơ, không ốm quá. Anh hơi mập á em. Có hói em... không? Dạ không chị, cái đó khói em đảm bảo là không hói rồi. Tóc đầu xoa, tóc mà xoăn em là không thích. Không, đúng rồi, anh tóc thẳng. Gì tùm lum khó quá vậy, không hói mà không xoăn nữa hả? Dạ. Ủa gì nữa? Chị cao hơn em. Em nhiêu em? Dạ em 1m52-53 với anh. Rồi anh cao hơn em rồi đó. Rồi dạ. Gì nữa không? Rồi với lại tính tình dễ thương thì không có hung dữ, nóng tính. Ghen tuông quá, gò bó quá em lại không thích. Dạ. Không, cái đó thì em an tâm đi, tại vì quan niệm tình yêu của anh á là yêu thì mình cũng không phải yêu là mình chiếm hữu của đối phương. Dạ. Thì trong yêu thì mình vẫn có không gian riêng tư cho hai người. Dạ. Nhưng thì anh không hạn chế, nhưng mà mình có hạn chế bớt cái giao lưu đi. Em đi uống cà phê với bạn trai hay đi mấy đồng nghiệp bạn trai thì ok, anh cũng không có quan tâm. Dạ. Nhưng mà em đi em cũng phải nói trước là hôm nay em đi với người này thì mấy giờ em về hay sao á. Thì nói chung là để anh biết và anh đỡ lo thôi, chứ còn cứ đi im ru thì em đảm bảo là ai cũng ghen thôi em. Dạ. Được không? Được không? Thỏa thuận gì được không? Dạ được chị. Được hả? Dạ. Em có cái mẫu người lý tưởng em như thế nào không? Dạ có, em thích giống như anh Hồ Trung Dũng gì đó. Ở đây Hồ Trung Thu. Không có Trung Dũng được, Trung Thu chút dạ, được với Trung rồi. Dạ. Rồi vậy bên Trung Thu mẫu người lý tưởng của em sao? Cũng cao từ 1.5m trở lên thì bạn được ok rồi chị. Em không được 1.5m anh ơi. À thì 1.5m, em 1.52m mà. Dạ chưa được 1.5m mà. Anh thì 1.5m à. Làn da thì cũng hơi trắng một chút. Em rất là thích vuốt tóc của con gái nên em thích bạn nữ tóc dài. Nãy anh có thích con gái nhuộm tóc không anh? Em nhuộm màu hạt dẻ thì được, hoặc màu vàng vàng, chứ còn nhuộm xanh đỏ tím vàng thì cái đó là anh nhìn cũng hơi chướng mắt. Này em lỡ nhuộm đỏ rồi sao anh? Cái đó hơi kỳ, chắc phải nhuộm lại em ơi. Vậy hả? Giờ em không thích, không thích nhuộm lại đó. Cái này thì về để anh suy nghĩ lại chứ. Rồi thôi, còn đàn ông hiện đại chút xíu đi nha. Dạ. Chiêu phụ nữ đi. Trời ơi, đỏ dữ vậy. Rồi sao được gì sao? Rồi xong luôn. Thấy sao? Lát nữa tính với biết sao giờ anh. Sao giờ? Nói chung không có đâu, dễ thương lắm. Chào em gái. Dạ, chào anh. Em không thích cái tật gì của người đàn ông? Hút thuốc. Tuyệt đối không em. Rồi dạ. Xong, vậy á. Được. Với lại không nghe lời em, giống như kiểu nói rồi phải nghe xíu, đừng có mà cãi cãi, em không thích. Cái này là tùy vấn đề anh. Nói những vấn đề đúng thì em vẫn nghe thôi, tại vì mình phải hòa đồng ý kiến của hai người chứ không phải một bên. Đó, được không? Dạ, dạ. Rồi, còn gì nữa? Nhậu mà đi về khuya hay gì đó mà quan tâm bạn bè quá mà không quan tâm tới em á, bỏ rơi em á, lại em không thích. Không, cái này thì không có đâu em, tại vì dạ, tiểu lượng của anh thì nó cũng không có nhiều. Thì nếu mà có hứng thì anh làm một thùng bình thường. Hả? Dạ, còn không hứng thì có hai ba lon thôi chị. Nhưng mà chia buồn với chị là trước giờ thì em không bao giờ có hứng. Hả? Anh thấy chàng trai này rất là vui vẻ, tính gọi là hòa đồng ha. Anh thấy bằng thằng gái cũng dễ thương đấy em, cũng xinh. Nhưng bây giờ hỏi hai bạn, nếu được thì hai bạn định chừng nào tiến tới hôn nhân? Mỹ Tho. Dạ em hợp thì cưới chứ không quan niệm là bao nhiêu lâu. Bạn trai dạ, sao? Chị. Ý em thì sao? Em thì cũng vậy hả chị? Đứng sao thấy cái hơi tròn tròn vậy? Dạ đúng là rồi. Là do cái áo nó rộng. Mình có tập thể dục thể thao gì không? Lâu lâu chạy thể dục cái gì. Nhưng mà tao thấy em nó hơi kiểu khỏe à? Em hơi nhẹ nhàng. Thôi kệ chị. Thiệt luôn á? Dạ. Ủa có thích phụ nữ không? Có, trời ơi, nghĩ sao không thích. Mất điểm á nha. Trời ơi. Chắc không? Chắc. Anh Linh bấm cái quẻ này em coi cái anh Linh. Quẻ này cũng hên xui. Hên xui quá à? Không, nói chứ dễ thương lắm á. Được phải không? Mà. Em có yêu cầu gì về tuổi tác không? Khi mà đăng ký thì em ghi là ít nhất là bằng tuổi em, còn nếu mà hợp thì 91 hoặc 94 là hợp. Em sinh năm nhiêu? Dạ 94 chị. 94. Dạ, hợp đấy em. Được không? Được, được quá được chị. Cưới luôn ha. Dạ. Rồi, vậy được rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ khảo sát ý kiến của người thân. Hôm bạn nay... gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em chị. Em xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường.
chào bạn trai và toàn thể quý vị khách đang xem chương trình ạ. Tính của Thoa thì đi làm rất là chăm chỉ, cẩn thận, mà nó hơi tưng tửng và đáng yêu lắm ạ. Và em hy vọng là nếu như hôm nay hai bạn mà sau khi bấm nút xong thì chúng ta sẽ có một buổi nhậu vui vẻ. Hả? Em xin hết ạ. Vậy có hứng hay em? Có hứng hay Trung Thu? Không, em hứng phá môi thì được chị. À. Bạn trai đi với ai? Dạ, thì em đi với mẹ em. Cô xin chào cháu Quyền Linh và các Tường. Dạ. Cô là đến từ Đắk Lắk. Thu là con út của nhà cô. Dạ. Thu rất ngoan, không có biết nhậu nhẹt, không thuốc rồi luôn. Dạ. Biết tôn trọng cha mẹ. Dạ. Riêng cháu gái này cô rất thích. Cô xuống đây lâu chưa cô? Về Quảng Ngãi mấy ngày nay chăm bà ngoại. Dạ. Rồi nên cháu Thu đó là có bạn bè đồng nghiệp mà nó giấu hết, nó ngại nên nó không dám nói ra. Nhưng mà giờ cô ưng xin... con dâu tương lai chưa, thấy ưng bụng chưa? Cô rất thích. Dạ. Cảm ơn. Cô có dặn dò con dâu tương lai gì không? Cô cũng chưa biết được rồi nó như thế nào. Cô thì rất dễ con à. Dạ. Cô không có dâu rể gì, cô con săn bạn với cô không phân biệt nó dễ chứ. Cô có một dâu một rể rồi mà cô rất thương. Dạ. Cần Thu là con út của cô á, lên coi chương trình này cô cũng cổ vũ cho hai cháu và con cô. Dạ. Thì nếu cảm thấy được thì cứ bấm nút đi. Rồi. Dạ, dạ. Em sao mẹ lo ha. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt, mặt đối mặt nha. Bắt đầu. Chào em. Gặp mặt thì anh có món quà nhỏ tặng em. Dạ, cảm ơn ạ. Rồi, bắt đầu câu chuyện đi các bạn. Bạn gái anh ví dụ muốn đi chơi này nọ thoải mái, anh có cho bạn gái anh đi hay là bạn... Không có vấn đề, anh rất là dễ, em đi chơi thì em cứ đi thôi. Anh đi được thì cho anh đi kéo ấy. Dạ. Anh nếu mà kết hôn rồi anh sẽ sống ở đâu, ở quê hay là... Anh muốn lập nghiệp ở trong này. Thật sự là công việc kỹ thuật của anh thì mình về đó là mình không có sống được. Anh thấy em sao? Hiện... Có bình thường không hay là giống như tóc nãy em nói không? Không, tóc vậy cũng được á chị, được mà. Anh tưởng con đỏ thì mới buồn. Lên hù quá ha. Cũng dễ thương. Không, tại mới anh gặp á chứ em dữ lắm á. Không, em mà làm em mà quen anh lâu á là em sẽ biết độ dày của anh như thế nào. Dạ hả? Ở trên đây là anh kiềm chế lại rồi. Dạ. Em làm trong đây là em làm chỗ nào ta? Dạ em làm BKMS ở Let's Hill anh. Thì việc công việc của anh là cũng kỹ thuật nhưng mà anh đi giờ hành chánh. Thì anh thứ bảy anh được nghỉ nửa buổi, với chủ nhật thì bất cứ khi nào em rảnh thì mình hẹn hò được thôi, không có gì hết. Dạ. Nên là khoảng cách địa lý với anh là không vấn đề. Dạ. Mà được thì bao giờ sẽ kết hôn được? Thích là em cưới à, không quan điểm là bao nhiêu, trong thời gian bao lâu. Yêu là cưới. Ở trong có là... gì mình dẫn nhau qua chương trình yêu là cưới. Đúng rồi, qua chương trình. Anh cũng đang tính chương trình đó, anh cũng đang tính mà. Dạ. Hồi nãy anh cũng nói với chị kia là tham gia chương trình này xong anh sẽ đăng ký yêu là cưới luôn đó. Dạ. Em cũng vậy luôn á. Ừ. Quan điểm về con trai con gái như thế nào? Thì em á, con trai con gái gì cũng được thôi. Nhưng mà thật sự là em rất thích con gái đầu lòng. Anh thích mấy đứa? Thời buổi này là anh nghĩ hai đứa là vừa rồi em ơi. Em thì thích nhiều hơn. Em không thích, em thích nhà đông con vui. Cái này cũng phải tùy điều kiện kinh tế em, nếu mà nuôi được ok, đẻ nhiều đúng rồi. Ok rồi, quá tốt. Đẻ được phải nuôi được chứ. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Thích khoảng mấy đứa? Thì em đã nói hai đứa rồi anh. Ông cô này nè. Em thích cỡ ba đứa hoặc bốn đứa. Cho vui. Nếu điều kiện kinh tế mình làm được thì anh ủng hộ. Dạ. Thì phải ráng cày ha. Rồi thôi bây giờ chúng ta trao đổi cũng nhiều rồi. Mình lắng động lại chút xíu, mình nói cái gì nó thật tâm nhất. Nó là bạn trai tỏ tình với bạn gái để thuyết phục bạn gái đồng ý bấm nút với mình chứ. Em thì... tiến lên. Hằng bây giờ anh hỏi gì? Nè. Dạ. Em thấy có một chút xíu gì rung động với cô gái ngồi đối diện không? Có anh. Có phải là một nửa mảnh ghép mà em gọi là từng mơ ước không? Nói chung là bạn cũng là trong cái người mẫu hình mẫu lý tưởng của em. Thì sau chương trình này nếu mà thấy thì quá hợp nhau thì ok, thì anh cũng cưới khi nào cũng được hết á em. Cưới khi nào cũng được ha. Dạ. Rồi bây giờ em tiến tới gần cô ấy, em nói cái gì đó tận đáy lòng của mình, suy đúng nghĩ được cô ấy, thuyết phục cô ấy để cô ấy bấm nút. Nói anh cứ nói thẳng đi anh, đừng có ngại đâu. Thôi, được, ngồi đây được rồi anh. Không, đứng lên gần đó. Bản lĩnh lên, mạnh mẽ lên đi đó. Thì nói chung là anh cũng có tiếp một bài thơ. Dạ. Thì anh cũng muốn tặng cho em. Và nói chung là bài này cũng muốn chơi thuộc. Dạ.
Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ trở thành đôi. Hai trái tim đơn côi sẽ hòa chung một nhịp. Hai tâm hồn cũng thôi, khóc thầm trong đêm tối. Chỉ một cái bấm thôi, em còn ngại chi nữa. Những quá khứ ngày xưa, hãy đưa vào dĩ vãng. Tương lai ở phía trước, chờ đón hai chúng ta. Anh sẽ nắm tay em, sánh bước cả cuộc đời. Thì nói chung là mình tới với đây á, thì cũng nhờ chương trình. Thì cũng là cái duyên rồi. Thì cũng không có gì hơn, nhưng mà cái phận á, thì là do anh với em tự quyết định. Cũng hai năm nay thì anh cũng sáng đi chiều về, tối ở phòng một mình cũng chán rồi. Thì thật sự cũng muốn tìm một nửa ở bên mình săn sóc. Thì anh mong cái này thì em cũng cho anh một cơ hội để mình có khả năng tìm hiểu và tiến tới lâu dài hơn. Rồi, hay lắm. Hay quá. Đó, những cái lời nói rất là chân thành đúng không? Đâu có cần hoa mỹ gì đâu. Rồi, bây giờ thì chúng ta để tay mình nút bấm đi. Quá hay. Bài thơ đó là em tự đặt luôn đó hả? Em tự chế hả chị? Hay quá. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 Bấm nút là quyết định cho tương lai của mình đó nha các bạn. 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nào, nắm tay nhau, đi các bạn. Em có nói gì với bác gái một vài câu không? Dạ, nếu mà con với anh có hẹn hò thì con sẽ chăm sóc anh thật chu đáo cho cô. Cô cứ yên tâm. Dễ thương quá. Dạ. Muốn chia sẻ với em á, trước giờ là tuy anh có hai mối tình nhưng mà ngoại trừ mấy người bạn trong nhóm sẽ biết thôi. Chưa ai biết hết cả gia đình anh. Ở anh tuyên bố ở bố mẹ anh á là anh mà yêu ai anh quyết định sẽ cưới. Và khi mà anh đã dẫn về ra mắt bố mẹ thì chắc chắn là anh sẽ cưới người đó rồi. Em là người đầu tiên thấy được mẹ anh ở đây. Hay quá. Rất hay. Đó là những điều mà chúng tôi rất là vui ha. Hy vọng rằng những cái lời nói từ nãy giờ nó sẽ trở thành hiện thực. Thủ tục của chương trình như thế nào? Dễ thương quá. Quá dễ thương, nhanh lẹ, rất là cảm xúc. Giữ anh ấy nha. Dạ. Hai bạn điên điên giống nhau, đám cưới hạnh phúc. Hẹn gặp chị ở chương trình Yêu Là Cưới. Rồi, chị sẽ chờ đón hai em qua chương trình Yêu Là Cưới nha. Rồi. Rồi, chúc mừng hai em. Rồi, đi chơi Trung Thu luôn cưng. Trời ơi, sao nói dễ thương vô cùng luôn. Nghe là thấy tới mùa Trung Thu rồi. Dễ thương lắm. Hôm nay hai cặp đôi cặp nào cũng vui hết. Chính xác là như vậy. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.